Xin chào mọi người, hôm nay là ngày 18 tháng 7 năm 2019 ạ. Em tên là Sa, em ở Công Tâm. Số điện thoại liên hệ của em là 0938 203 714. Hôm nay em về một ít hàng rừng ở vùng Công Tâm. Ở trước mặt các bác đây là hòn thảo tam bảo sắc. Hòn thảo tam bảo sắc này ở vùng Tumarong, cho nên là hiện giờ là nó vẫn chưa có hoa. Còn hòn thảo tam bảo sắc ở vùng Đắk Lây thì như mấy phiên trước các bác đã xem là nó đang có hoa đó. Rồi em có cả trúc mành nữa này đó, rồi một ít đại bạch hạc này. Đấy, hàng hôm nay về rất là đẹp các bác ạ. Chung là hôm nay nó tươi và cây thì to hơn đấy, cây to hơn và tươi hơn so với cái phiên trước. Đấy, nói chung là bạch hỏa hoàng hay là đại bạch hạc, cả có cả trúc mành vậy cũng rất là đẹp luôn đó. Và hôm nay em có một loại lan rất là đặc biệt, cực kỳ quý hiếm của vùng Công Tâm em. Phải nói là so với giả hạt thì nó quý hiếm luôn, và nó là hiếm có luôn, rất khó tìm đó. Cả một đống cây như thế này nhưng mà chỉ có một dề này duy nhất thôi. Đây là kiều dẹp Công Tâm nhé. Đó, một dề to như thế này cũng cần 1 ký đó. Cái dề này là em bán 700.000 nhé, một dề. Lá thì nó hơi sai xước một tí thôi các bác ạ. Đó, vì làm sao mà bảo dưỡng được cái lá khi mà người ta đi hái cả hàng cả rất nhiều loại khác nữa, cho nên là không thể nào mà bảo dưỡng được cái lá của cây này cho tốt được. Đó, nên cái dề này á thì 700.000 nhé. Rồi em sẽ đi từng loại mặt hàng cho bác xem. Đây là bạch hỏa hoàng này. Bạch hỏa hoàng hôm nay thì củ cũng to và nhiều này. Đó, nói chung là dề thì nó to, củ thì nó vẫn vậy thôi, nhưng mà dề thì to đấy. Nhiều dề to hơn những cái đợt trước đấy. Vì em nói rồi, cái hàng đại bạch hạt của bạch hỏa hoàng của Công Tâm thì nó chỉ kích thước nó chỉ vậy thôi, chứ nó không có to đó. Nhưng mà nhiều dề, nó nhiều củ như thế này đó. Dề thì có nhiều củ đẹp. Thì mỗi hình thì em bán với giá là 100 như những đợt trước nhé. Đó, mặc dù hàng đẹp nhưng mà giá vẫn như cũ. Đó, thì em đi hình 1 trước nè. Một ở chỗ nào rồi ta? Ở đây, hình 1 nhé. Nói chung là hình nào nó cũng như nhau cả. Từ 25 về trở lên thôi nhé các bác. Đó, to nhỏ 25 về trở lên, hình 2 đó. Hình số 3 này. Đấy, em quay từ ở trên cao cho các bác nhìn xuống cho nên nó nhìn cho nó tổng thể cái hình của mình. Đó, số 4 này. Đó, số 4 có một cục này, một cục luôn. Đấy, hình số 5. Đấy, hình số 6. Đấy, các bác có thể nhìn thấy là hình nào cũng có những cái dề to. Đấy, dề nhỏ dề to thì nhưng mà đa số là dề to nhiều nhé. Dề thì nó có rất nhiều củ. Tám, hình 9. Đây là hình 9. Hình 10. Đó, hình 11. Có 11 hình như vậy nha các bác. Đó, đây là bạch hỏa hoàng. Mỗi hình là 100.000. Rồi em sang mặt hàng thứ ba, đó là đại bạch hạc. Đây, đại bạch hạc thì cũng 100.000 một hình. Và đại bạch hạc lần này thì cây dài hơn, đẹp hơn, có nhiều hoa hơn này. Đó, đây, hình thứ nhất. Thì mỗi hình thì em phân ra thành 10 dề. Có hình thì 11, 12 dề, tùy cây lớn nhỏ mà em lường em bỏ vô. Đó, mà trên 10 dề hết nha các bác. 1 này, 2, 3 này, 4, 5 này, 6 này, 7 này, 8 này, 9 này, 10 này, 11 này. Đó, hình thứ nhất nhé. Có cả nụ luôn. Hình số 2. Đấy, hình số 2. Đấy, hoa của nó đẹp chưa kìa. Các bác nhìn thấy hoa này. Đấy, hoa của nó rất đẹp luôn. 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Đấy. Đúng là em phân ra thì từ 11 về trở lên hết, chả có cây nào mà dưới hình số 3. Đấy. Số 3 đây. Đồng đều nhau nhé, các bác yên tâm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Đó. Hình số 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Đó. Số 4 này. Rồi hình số 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Đó. Hình số 5. Hình số 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 hình, 10 cây nhé. Đó, hình số 6. Cho hình số 7 nè. Đây, hình số 7 nè. 1 này. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 con. Hình số 7. Hình số 10, hình số 8. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Đó. Hình số 8 10 con này. Hình số 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 con. Đó. Hình số 10, hình số 10. Số 10 này, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 12, 13, 14 con. Vì nó là hình số 10 này nó cây nó ngắn hơn cho nên là em để 13. Tuy nó ngắn nhưng mà đã có hoa nhé, rất là nhiều hoa luôn á. Hoa và nụ này, các bác nhìn thấy này, đó. Rồi hình số 11. Số 11. 1, cây dài hơn này, đó. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hình số 12. Số 12 đây. 1, 2, 3, 4, 5, 10 cây. Hình số 13. Hình số 13 này ạ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Cũng 13 cây. Có cây nhỏ này, thêm cây nhỏ vô. 13 cây đó. Hình số 14 nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cây. Đó, hình số 14 ạ. Hình số 15. Hình số 15, 16, 17 là những cây, những hình có dề dài và to nhé. Thì 150 một hình. Hình số 15, 150 này. Đó, các bác nhìn thấy nè. 1 dề nè. 2 dề nè. 3 dề nè. 4 dê, 4 dê 150 này. Hình số 16 gồm 4 dê này. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này. Đó. Hình số 17 cũng 4 dê nhé. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này. Đó. Rồi, khá là đẹp, hoa của cái đại bạch hạc rất là đẹp các bác ạ. Rồi. Xong bên đại bạch hạc rồi, em sẽ giới thiệu qua trúc mành và hoàng thảo tam bảo sắc nhé. Hoàng thảo tam bảo sắc em cũng bán cứ mỗi hình là 150 và có 10 con, 10 dề. Đó. Số 1 này. Những cái hình của hoàng thảo tam bảo sắc hôm nay là lá đều rất là đẹp, lá và thân rất đẹp nhé. Đấy, hình số 1 này. Đó. Bác nhìn thấy không, lá xanh và ít dập nhé, không có dập nhiều. Đó. Một này, hai này. Đó. Đẹp chưa? Đây là của vùng Tumarong này, mới lái vào này. Ba này. Đấy. Ba. Bốn. Số bốn đây. Đó. Hình nào cũng đẹp cả, cứ mười về thôi nhé. 5,
Năm đây ạ. Đó. Nó chưa có hoa nha các bác. Cái hòn thảo tam màu sắc của Tomarong thì muộn hoa hơn ở Đắk Lắk. Rồi. Và hình số 7 và hình số 8 là hình kiến nhỏ này. Ở mỗi hình là 25 con. Đấy. Và 7 hình 8 là mỗi hình là 150 nhé, 25 con kiến. Đó. Rồi em sang trúc Phật Bà nè. À, nhầm, trúc mành. Trúc mành chứ không phải trúc Phật Bà. Trúc mành đó. Đấy. Trúc mành cũng được 5 hình, mỗi hình là 200 nhé. Đó. Hôm nay được nhiều hàng đẹp và độc cho nên rất là vui. Trúc mành này, chiều dẹp này là hai loại lan khó tìm nhất ở Kon Tum. Thấy dài chưa các bác? Nó rất là dài. Dài chắc cũng mét rồi đó, hơn mét luôn á. Hơn mét luôn đó. Dài. Có cây dài hơn mét, cây thì cũng nhỏ khoảng 10-20 cm. Đấy. Rồi hình số 2. Đây. Hình số 2 đây. Mình nhìn thấy nó. Hình số 2 đây ạ. Hình số 2 thì ngắn hơn hình số 1. Bù lại thì nó nhiều dề hơn. Đó. Hình số 3. Hình số 3 cũng dài. 80 cm. Đó. Ngọn đó. Gốc đây các bác ạ. Vì nó cái loại trúc mành nó nhỏ đó, nên em không đếm. Không đếm dề của mỗi hình đó. Vì nó cứ dính dính lần nhau mà cứ đếm là thôi á. Hình số 4 này. Đó. Hình số 5. Đây. Số 5 cũng có cái dài. Dài nhưng mà rất dễ gói hàng vì nó có thể uốn lại. Đây. Đấy, 5 hình như vậy, mỗi hình là 200. Đấy. Rồi, em có 10 con kiến đơn cam. Đấy, đơn cam này cứ tí tí rồi mấy con vậy đó. Nó cũng khó tìm cho nên là cứ mỗi lần đi thì cũng được có vài con vậy các bác ạ. À. Nên 10 con này em bán 150 nhé. Đấy. 4 5 6 7 8 9 10 đó. 150 cho 10 con đơn cam này nhé. Rồi, đây là toàn bộ các mặt hàng của ngày hôm nay. Em xin cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi và luôn ủng hộ kênh của em ạ. À.